Xin chào các bạn, trong video này thì cô sẽ hướng dẫn cho bạn về cái quy trình xác minh và verify cái tài khoản của Edmond khi đã đạt được 10 đô. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để mà verify danh tính và xác minh cái mã PIN của Google nó gửi về ở nhà mình. Xác minh danh tính của tài khoản Edmond thì chúng ta cần phải chuẩn bị về cái một cái căn cước công dân, các bạn chụp rõ và chụp đầy đủ bốn góc cạnh và kích thước lớn ha, để chuẩn bị trong việc xác minh danh tính. Thứ hai là chúng ta điền đầy đủ thông tin và upload cái căn cước công dân lên để xác minh. Thì trong phần này lưu ý là điền tên và địa chỉ cần phải giống như ở trên giấy căn cước công dân để cho nó đồng bộ thông tin và Google nhanh duyệt hơn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái phần xác minh thực tế của mình để các bạn xem rõ hơn. Các bạn mở mail lên và chúng ta chọn đến cái mail đã Google đã gửi về, thì mình chọn phần xác minh này ha, xác minh ngay. Các bạn click vào trong phần xác minh ngay nè, thì chúng ta cần phải upload giấy tờ lên, thì mình chọn căn cước công dân ha. Tên pháp lý thì các bạn điền cái tên như trong giấy căn cước công dân của mình và tải cái hình ảnh căn cước lên mặt trước và mặt sau ha. Các bạn tải lên với cái tiệp hình ảnh cần phải chất lượng nha. Mình sẽ chọn tiếp để qua một cái trang khác. Thì trong phần này thì chúng ta cần phải nhập địa chỉ và thành phố và mã zip ha. Sau đó chọn next tiếp. Rồi, như vậy là mình đã gửi thông tin xong rồi. Ok, sau khi xác minh xong rồi, đến cái phần nhận mã PIN thì chúng ta vào trong tài khoản Google Admin và click vào chọn xác minh. Thì trong phần ô nhập mã PIN thì chúng ta sẽ nhập cái 6 con số mã PIN ở trong phong bì Google Admin gửi về. Sau đó chọn xong. Thì như vậy là trong cái quá trình verify mã PIN cũng đã thành công. Thì trong phần này thì chúng ta có thể, trong cái tài khoản này chúng ta đợi cái khoảng tháng sau và chúng ta có thể add cái tài khoản ngân hàng vào để thanh toán được rồi. Rồi ok, thì trong cái bài này thì mình đã hướng dẫn cho bạn về cách xác minh danh tính và xác minh mã PIN của Google Admin. Thì hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn nút subscribe và đăng ký kênh mình nhé.